Hello, xin chào mọi người. Phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại sân bay và chúng tôi đang cập nhật tình hình đang rất là nhiều nhân vật đã xuất hiện. Chào mọi người đang đến với kênh Báo Đời, Báo Hải, Báo Cha, Báo Mẹ của Diều Lâm TV. Vâng. Và bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật tình hình nha quý vị nha. Vâng. Đây, thưa quý vị, chúng tôi đã thấy ST Sơn Thạch đang đú đa đú đỡn với Thúy Ngân. Vâng, cái người mà đang đội nón đó chính là Trương Thế Vinh, thưa quý vị. Với cái vóc dáng mà hả bự chà bá lửa thì chúng tôi biết đó là Trương Thế Vinh. Vâng, ST Sơn Thạch đang cố tình đang quay vlog rất là nhiều, tôi thấy bị ấy quá. Vâng, Hòa Mizi đang đũng đa đũng đẹo. Vâng, và đang chề môi chu mỏ. Vâng, và các nghệ sĩ đang tập trung với nhau, đang selfie thưa quý vị. Vâng, Buka đang ôm một cái con vật gì đó không rõ nguyên nhân. Đang rõ nguyên nhân. Vâng, chúng tôi đang thấy Duy Khánh Yo-Yo. Vâng, Duy Khánh đang Yo-Yo đang căng thẳng vấn đề gì đó. Dường như đang rất là ồn thưa quý vị, rất là ồn, đang rất là ồn tại sân bay. Vâng, Mithy đang bị mất hành lý. Vâng, Mithy đang tranh thủ để quay thưa quý vị, chúng tôi phải trà trộn vào đó. Vâng. Đó, vâng, chúng tôi đang tìm hiểu. Vâng, đây là Duy Khánh lúc chưa mất cúp, mặt rất là hời hợt. Mặt rất là hời hợt. Gì? Rồi rồi. Em sao vậy? Vâng, cô dâu, vâng, cô dâu đã mất cúp sẵn từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây với gương mặt rất là sắc lẹm. Vâng. Cảm xúc giờ như thế nào em ơi? Vui vẻ không? Dạ mệt. Mệt sao mệt điên khùng. Mệt. Anh năng lượng quá, anh rất là vui luôn. Mọi người sợ mọi người trễ máy bay. Hôm nay có ai trễ không em? Không, có Hòa Mizi là trễ nhất. Đúng, điện quá, mắc cúp đậm quá. Đóng quầy 3 phút rồi mới tới. Đúng. Đó là do mấy cúp, do làm tóc này kia, trong khi mọi người ăn rất là đơn giản. Vâng, cô dâu chú rể đang tránh truyền thông, họ không có tay trong tay bước đi cùng nhau, thưa quý vị. Vâng, vâng. Chúng tôi kiếp do kiếp. Ủa, Thúy Ngân, vâng, Thúy Ngân. Đẹp quá. Chào em, anh đến từ kênh Báo Đời, Báo Hải, Báo Cha, Báo Mẹ. Cảm xúc bây giờ thế nào em? Dạ, em cảm xúc rất là nâu nao. Cô, sao bên chị mà TikTok cô tới nhiều vậy? Quá nhiều TikTok cô luôn á. Sang năm mình sẽ đi đâu cưới mình. Nói gì mà hời hợt vậy, nói gì chán quá vậy. Vâng, chúng tôi thấy Jun Phạm thưa quý vị. Jun Phạm đang rất là đẹp và cool ngầu, đang đứng giữa sân bay. Ai mới rời tôi vậy? Vâng, chú rể đang rời tôi. Cảm xúc bây giờ như thế nào thưa bạn? Rất là lo, tôi đang giữ bí mật rất là lớn. Vậy hả, bí mật. Hôm qua mới cắt tóc đúng không? Đầu hơi láng nha. Ai cũng cắt tóc, đầu bóng hết trơn á. Ừ, nhưng mà anh chưa làm thôi. Vâng, hơi thấp em ơi, cái đầu em sao sụm nụ vậy? Em ơi. Đâu Minh Dự đâu, Minh Dự đâu. Làm xong ra sân bay. Đâu Minh Dự đâu. Minh Dự mới ngủ xong. Vâng, thưa quý vị, Minh Dự là cái đầu rất là đẹp thưa quý vị ơi. Em lên taxi nữa thôi, em đâu dám dựa đâu. Quá trời. Tóc còn sao? Quá trời, đẹp quá thưa quý vị. Cái xài cũng ngủ, em không ngủ. À, không ngủ luôn. Không ngủ luôn. Ơi trời. Ủa. Ê, con Ngô Kiên Huy. Vâng, chào anh. Tôi đến từ nhà sưu tầm nội dung trên mạng Diệu Lâm. Em biết anh nghèo. Có, bộ đồ này mặc hơi nhiều chỗ nha. Sao vậy? Hết đồ bạn rồi. Hết đồ bạn rồi. Thưa quý vị, anh này thì quá quen thuộc cho nên tôi không muốn phỏng vấn gì cả. Chắc lạ. À trời. Ủa tự nhiên cái kéo mặt người ta xuống. Con này phải cào mặt nữa thiệt. Tin hai chị em tôi cào mặt mày không? Nói mày, nói mày. Khép cái miệng lại. Khép cái miệng lại. Vâng thưa quý vị, nghệ sĩ đang rất là vui nhưng mà Trương Thế Vinh không ai chơi như vậy nha. Đứng solo một mình, tỏ vẻ mình đang là doanh nhân thành đạt. Doanh nhân. Vâng. Nhìn tưởng đâu bên này lo gì cứ giờ. Vâng, thưa quý vị. Trời ơi, sao làm lại tôi. Thưa quý vị, chúng tôi đang cập nhật tình hình nha vị nha. Vâng, Minh Tú. Minh Tú ăn mặc rất là xòe xòa nha vị nha, giữa sân bay. Cao quá rồi, đem giảng ra. Chứ giờ em ăn bận sao? Em ấy. 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 Em gì cũng được luôn, ok. Thì anh đẹp, em ăn mặc đơn giản nhưng mà nó là điểm nhấn rồi trang bách sàn luôn kìa. Thôi mà. Ý, anh đi 2 ngày một đêm hay sao? Cô Kiên Huy. Anh đi lộn vâng. Vâng, một nhân vật không ai chơi, đứng một mình lẻ loi nha vị nha. Là ST Sơn Thạch. Vâng, ngày hôm nay anh ta diện một cây đồ trắng. Vâng, rất trắng thưa quý vị. Vâng, trắng đơn giản, trắng mộc mạc nha. Vâng, chúng tôi đang cập nhật ra sân bay và họ đang ồn ào rất là náo nhiệt thưa quý vị. Vâng, chúng tôi đang thấy Quang Trung nha quý vị nha. Quang Trung. Vâng, Lily. Ok. Vâng, Lily đang đi một mình. Hiện tại thì Lily đang có tin đồn là lẻ loi và hiện tại cô ấy đang đi một mình không có ai cả.
Vâng. Anh đang làm nghề gì em ơi? Vâng. Vâng, hai bạn. Vâng, hai bạn đang đi chung với nhau nha vị nha, thì đập tan tin đồn. Ủa, ý, trời ơi. Đi chung cùng nhau. Vâng. Chúng tôi đang thấy Hà Mã Làng Hài đang xuất hiện đi một mình nha vị nha, và kéo cái vali yellow rất là bu đê. Em cái này là đẹp mà, cái này là sticker. Ý trời ơi. Vâng, đây là cặp cộng đồng mới nha vị nha. Họ đang yêu nhau. Là một cái cộng đồng mới nữa. Một cái cộng đồng mới. Vâng. Quá trời quý vị ơi. Vâng. Thưa vị, hiện tại người nhà của tôi đã đứng đón trước tôi nha quý vị nha. Vâng. Đó là dì tôi, mẹ tôi, dì ba tôi, anh Lâm. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ con đang làm nghề xíu nha cô nha. Dạ con đang quay clip rồi. Vâng, thưa vị, cô dâu chú rể đã công khai rồi thưa vị. Họ đang nắm tay nhau tình tứ bên sân bay. Vâng, tay không tay rồi tay. Đó. Vâng, tôi xin chèn nhạc vô tình clip tôi đăng liền nha. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày thánh. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau. Thôi em lo chồng em đi, phải diễn hề đâu mà em đu đu tôi hoài. Bước chân xưa còn ai. Vâng, một cô bé đi không nổi nha vị nha. Vâng, cô ta đang lê những bước chân mệt nhoài. Vâng. Vâng, một anh chàng chơi một cái cú chí mạng. Vâng. Vâng, và đây là một TikToker mới nổi. Wow, đúng rồi, chúng ta phải làm nghề thôi. Vâng, đẹp quá, tay trong tay. Vậy cô dâu chú rể làm bể bình bông, đổ thừa con nít bị đòn tét. Em ơi. Đó em ơi, nói cho có cái để nói. Tôi đang ở đâu ạ? À? Ông anh quay ấy của anh mà. Vâng, Jun Phạm đang rất là mệt mỏi vì không biết nói cái gì, vì bí mật gì hoài vậy? Sao đen vậy? À, cứ đi ngại gì hả? Quá trời tuyệt vời. Đợi phát cơm nha vị. Quý vị đang ngồi sau nha vị nha. Vâng. Và cô ta đang rất là ấy. Anh không ngừng lo đó anh. Trời ơi, ấy anh bên ấy mà. Anh bên ấy hả? Ừ. Dạ con chào cô. Đó thưa quý vị, chúng tôi đã cập nhật phụ huynh học sinh, là phụ huynh của học sinh. Và cô ấy rất là hãnh diện và vui sướng. Đó, cô ta đang vui. Quanh đâu? Nói gì em? À, hành lý hả? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình. Quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, FT Sơn Thạch đang... Anh ta đang có bệnh trong người, nhưng không biết là bệnh gì. Đó, nhìn mặt rất là mệt mỏi và quẫy quải. Vâng, hiện tại Quốc Khánh đang lên cân rất là nhiều nha vị nha. Hiện tại anh ấy rất mập và chúng tôi dự đoán là anh ta khoảng 95kg. Em ơi. Vâng, Thúy Ngân ngày hôm nay diện một bộ đồ rất là đẹp nha vị nha, một bộ răng ri. Đúng. Vâng, chúng tôi thấy Ngô Kiến Huy thưa quý vị, Ngô Kiến Huy. Vâng, tôi sẽ qua bên đó để mà Ngô Kiến Huy. Vâng, Nguyễn Vi và Quang Trung đang... Họ đang ôm nhau thấm thiết thưa quý vị. Vâng. Trương Thế Bình, Trương Thế Bình. Tôi... Đó, ủa, anh Trương Thế Bình. Anh làm gì vậy anh Vinh? Anh làm gì? Anh làm gì? Anh đang hỏi em thắc mắc rồi. Trời gió mà không tình mềm rét cao lương vậy. Thôi, anh đừng làm vậy. Hả? Ai biết? Ủa, Lý đâu rồi? Trợ lý anh. Chân ơi. Đó, chúng tôi đang cập nhật tình hình tiếp nha vị nha. Hiện tại không có gì để nói chuyện hết. Ôi, thật là nhạt nhẽo. Thưa vị, tôi xin kết thúc cập nhật tại đây. Và lát nữa tôi sẽ cập nhật tiếp. Quý vị đừng đi đâu nhé. Hãy ở lại trang tôi sẽ quay trở lại ngay. Stay. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.